Xin cảm ơn thầy Đồng Bổn, anh Vu Gia và tất cả các cho phép gọi là anh chị và các bạn nhé, cho nó thân mật một chút. Bởi vì tôi muốn nói chuyện hôm nay trong một cái không khí nó mang tính chất gần gũi, thân mật, từ những cái trải nghiệm cá nhân rồi chia sẻ với nhau. Trên cái tinh thần là để chia sẻ những cái điều mà tôi hiểu biết về cái kinh Kim Cang Bát Nhã, và tôi đã học nó như thế nào, tôi đã hành nó như thế nào, tôi đã thấy được cái gì, thì tôi nói như vậy thôi, chứ cũng không phải là một cái bài nó mang cái tính chất Phật học sâu sắc, chuyên ngành. Tôi cũng vẫn tự nói với mình là tôi không phải là một cái nhà Phật học, mà thực ra là một cái nhà học Phật, học với Phật thôi, chứ không phải là Phật học thì nó khó. Thế thì tại sao mình lại đi học Phật? Câu hỏi đặt ra đối với tôi như vậy, bởi vì tôi là một bác sĩ, một cái người làm cái khoa học thực nghiệm, chăm sóc chữa bệnh cho bệnh nhân thì từ mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà vì sao bây giờ mình mới thấy là cần phải học Phật? Là vì thế này, thực ra thì Phật còn có một cái tên gọi là Y Vương. Y Vương tức là vua của các thầy thuốc. Cho nên mình đã học ở trong trường y, nơi này, nơi khác, học nhiều nơi rồi. Nhưng mà tại sao mình học với lại cái ông vua này? Ông vua chắc chắn ông phải có nhiều cái phải hay lắm đó chứ, chứ phải mình phải học. Với lại một cái điều hay khác, ở trong tiếng Việt Nam mình có cái từ rất là hay, ví dụ như từ đau khổ. Mình có cái từ đau khổ. Thì cái người bác sĩ như chúng tôi chủ yếu là chữa cái đau thôi. Đau đầu gối thì chữa đầu gối, đau cái lưng thì chữa cái lưng, đau cái đầu thì chữa cái đầu, chữa cái đau thôi. Chứ còn cái khổ thì bác sĩ chữa không được. Chưa có bác sĩ nào mà quan tâm tới cái khổ của mình hết trơn. Thành ra cái từ đau khổ rất hay, vì cái đau nó sinh ra cái khổ, và cái khổ thì nó sinh ra cái đau. Nhưng mà bác sĩ đa số thì chỉ có biết chữa cái đau, không chữa được cái khổ. Và khi mình tới bác sĩ thì tự nhiên bác sĩ tìm ra cho mình cái bệnh nào đó. Ít khi nào mà bác sĩ tìm không ra lắm. Cũng giống như thầy bói, mình tới thầy bói thế nào cũng tìm ra được cái gì đó. Thế thì nhiều khi người ta đi bác sĩ về, người ta không hài lòng tí nào á. Người ta thấy bác sĩ chữa phân phớt ở trên. Tại vì những cái nghiên cứu của Đào Khoa Vớt chẳng hạn, họ thấy là 60-90% các bệnh nhân đến thầy thuốc là có vấn đề sâu thẳm ở bên trong á. Cái stress, cái những cái nỗi khổ ở bên trong á, mà bác sĩ không cần biết, không quan tâm. Thành ra bệnh nó cứ quà ngoài, nó cứ lòng vòng hoài. Mà chúng ta trong một cái thời buổi bây giờ đó, một cái thời kỳ toàn cầu hóa, rồi thế giới phẳng, thì chúng ta có thể nhấn nút một cái là chúng ta thấy thông tin tràn đầy hết. Nó lại càng làm cho mình hoang mang, lại càng làm cho bệnh tật nó còn tăng thêm. Chúng ta thấy các bệnh viện bây giờ lúc nào cũng bị tràn ngập, cũng bị quá tải. Và người bệnh thực sự là khổ. Thế thì trong cái tình hình đó có cách nào không để mà thoát ra được không? Giúp cho chúng ta được khỏe mạnh hơn không? Hạnh phúc hơn không? Thế thì cái câu trả lời đó có lẽ là đã đến lúc phải tìm ở trong Phật học, tìm ở trong Phật giáo. Bởi vì như An Sa nói thì tôn giáo và Phật giáo có thể giải quyết được những cái câu hỏi đặt ra cho cái xã hội hiện nay. Ngay trong cái kinh Kim Cang Bát Nhã mà chúng ta thấy ông Tu Bồ Đề ông hỏi Phật câu là làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm. Một cái câu hỏi như vậy là 2557 năm trước rồi. Bây giờ mình cũng vẫn phải hỏi câu đó. Bây giờ cái tâm mình cũng đang bấn loạn, cũng đang rất là khổ, sợ mọi thứ là đều do cái tâm mà ra. Vậy thì cái câu hỏi đó nếu mình làm được, mình hàng phục được, mình an trụ được thì rõ ràng mình hạnh phúc. Thế thì cho nên mình phải biết sống ở đây và bây giờ, ngay từng phút như vậy thì mình mới có thể có nhận ra được cái hạnh phúc rất là đơn sơ như vậy. Thế thì vì cũng ở trong nghề cho nên tôi dồn thì tôi biết cái thuốc đó là cần hay không cần. Thuốc đó có mặt nào tốt và mặt nào không tốt. Bởi vì thuốc bao giờ nó cũng có cái side effect của nó. Nó có mặt tốt, mặt không tốt. Cho nên tôi thấy nhiều thuốc tốt mà tôi cũng phải bỏ hết, tôi luyện hết. Tôi giữ một thứ cần thiết của tôi để nó hạ cái huyết áp, để
tình gia tăng huyết áp thôi. Và tôi nghĩ là phải đi tìm một phương pháp khác để phục hồi, chứ không thể nào dựa vào thuốc được. Dựa vào thuốc là suốt đời mình cứ lệ thuộc vào thuốc, lệ thuộc vào thầy thuốc. Và lúc đó là mình cứ uống thuốc này thì nó sinh bệnh này, uống thuốc này nó sinh bệnh này, uống thuốc này nó sinh bệnh này, nó cứ lòng vòng như hoài và nó không giúp ra được. Thế thì lúc đó tôi may mắn, tôi đọc được lại cái cuốn về Tâm Kinh Bát Nhã. Thế thì thấy rõ ràng là có những chữ, những nổ chữ hành thâm thôi, người ta cũng cãi nhau quá trời rồi. Hành thâm, hành thâm, thâm cái gì? Thâm cái bát nhã hay là hành cách thâm sâu? Những cái điều đó rất nhiều cái tài liệu khác nhau. Rồi ba la mật đa là cái gì? Bát nhã là cái gì? Bát nhã lúc đầu mình đọc những bát nhã mình cứ tưởng đâu chữ bát tức là mênh mông rộng rãi, còn nhã tức là nhã nhặn êm đềm, tưởng đâu là đó, nhưng mà thiệt ra là nó chỉ là một cái từ dịch từ cái chữ prana dịch ra thành bát nhã thôi. Còn ba la mật đa thì nó dịch từ paramita thì qua tới bờ bên kia. Thế thì bờ bên kia là bờ nào, ở đâu, làm sao để qua, để làm gì? Tất cả những cái câu hỏi đó nó buộc mình phải suy nghĩ, chứ không phải là chỉ đơn giản mình đọc rào thì là xong. Thế thì chính những cái đó nó cũng có cái lợi của tôi là cái người thầy thuốc. Thế thì tôi học về khoa học thực nghiệm, đặt những câu hỏi tự mình nghiền ngẫm, suy ngẫm, đọc thêm tài liệu, và tôi thấy là cái Tâm Kinh Bát Nhã nó trả lời cho mình được cái câu hỏi là tại sao, tại sao nói cái này, tại sao nói cái kia, tại sao nói cái kia, và thấy được cái chữ không, sanyata, một cái emptiness. Thay vì cái kia mình hiểu chữ không tức là không có, là mình hiểu sai rồi. Vậy thì từ cái chữ không mà không có cái tự tính riêng biệt ấy, thì nó cho mình thấy cái chuyện tương quan, tương tác, tương sinh, tương khắc của các thứ, mọi thứ. Và cái đó nó mở ra được ở cái góc độ y học, khoa học cũng có thể thấy rõ được. Tôi học những cái đơn giản như vậy là tôi thấy một cái đơn giản nhất chẳng hạn như một cái chất carbon chữ C và một cái chất hydrogen chữ H và một cái chất oxygen là chữ O, CHO, ba cái chất nó riêng biệt ra, nhưng mà ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái môi trường nhiệt độ nào đó, thì với một cái men enzyme nào đó, thì cái CHO này nó biến thành ra C6H12O6. Ở trong hoàn cảnh nào đó thì nó ra một cái CH5OH tức là rượu ethylic, và trong hoàn cảnh nào đó thì nó ra CH3COOH tức là giấm. Cũng ba cách đó thôi, khi thì thành rượu, khi thì thành giấm, khi thì thành đường. Vậy thì rượu, đường, giấm thực chất nó không có đâu, nó do cái tác động của các cái đơn nguyên đó trong cái hoàn cảnh đó, thì rõ ràng nó có vấn đề nó gọi là duyên sinh, vì có cái duyên sinh đó cho nên nó giải thích được cái chữ không. Rồi đó là nói một cách đơn giản. Còn từ đó tôi nhìn thấy cái tứ đại mà nói đó là đất, nước, gió và lửa, thì thực ra tôi nhìn thì tôi thấy rõ ràng là những cái chất mà ngày xưa người ta không nói ra được là những cái CHON là thôi, và carbon, hydrogen, rồi CHON, oxygen với lại nitrogen, đó là những cái chất căn bản mà nó tạo ra protein, nó tạo ra cơ thể con người, nó tạo ra cơ thể mọi sinh vật. Nó gốc, nguồn gốc của nó là từ những cái chất căn bản đó. Vậy thì khi mà thấy nó như vậy rồi đó, thì mình có vẻ như là không còn dừng lại ở cái tướng nữa, mà không có cái tướng nữa, mà nó phải nhìn xuyên qua cái tướng thì có thể thấy được nhiều điều hay. Từ cái tâm kinh mà nó giải thích cái chuyện tại sao đó, tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc, rồi sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân 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 đó, thì nó dẫn tới cái chữ không, và chữ không nó dẫn tới chữ vô, như chúng ta thấy vô nhãn, vô nhiệt, vô nhãn nghĩ tỷ thì tâm lý gì vân vân vân, tức là từ những cái câu như vậy phân tích ra cho nó hết, cho nó rốt ráo đó, thì thấy cái tâm kinh nó tuyệt vời. Thế thì mình biết rằng trong suốt cái 49 năm truyền đạo đó,
Phật đã qua rất nhiều giai đoạn về kinh. Chẳng hạn như lúc đầu thì về Hoa Nghiêm, rồi thứ hai đó là A Hàm, rồi thứ ba là Phương Quảng, rồi sau đó là tới Bát Nhã, rồi sau đó mới tới Pháp Hoa, và sau Bát Nhã thì tới Niết Bàn, vân vân, Niết Bàn kinh, Đại Bát Niết Bàn. Tức là có những cái giai đoạn như vậy, thì riêng cái thời gian mà dành cho Bát Nhã này đã mất 22 năm. Trong 49 năm đó là 22 năm dành cho Bát Nhã, chứng tỏ là Bát Nhã nó vô cùng quan trọng. Mà nếu như mình hiểu được cái gốc của chữ Prada, không cần tiếng bạn, mà học cái chữ nào học chữ đó. Chữ Prana thì tôi tìm ở trong cái etymology của nó đấy, thì chữ G-N-A tức là sao, nó có nghĩa là một cái hiểu biết, một cái trí tuệ. Mà chữ Pra phía đằng trước đó, ráp lại thành ra chữ Prana, thì chữ Pra trước có nghĩa là phía đằng trước nữa. Phía đằng trước cái sự hiểu biết nữa. Tức là một cái hiểu biết hiện tiền, một cái hiểu biết mà chưa có phê phán, một cái hiểu biết mà chưa có đem cả một cái thành kiến học thuộc rồi này kia của mình để lắp vô. Mình nhìn cái hoa là cái hoa, nhưng mà khi mà mình bắt đầu phân biệt là cái hoa này là hoa gì, hoa này nó đẹp hay nó xấu rồi này kia vân vân, là mình bắt đầu nó sinh sự rồi. Nó mà sinh sự, và khi mà sinh sự thì sự sinh, mà sinh sự thì sự sinh. Cho nên là tiếng Việt mình cũng có cái câu hay nữa là bình an thì vô sự, phải không? Khi mà mình sinh sự, sự sinh. Cho nên làm sao mình thoát được cái đó, để mình trở lại một cái nhìn nó ngây thơ, nó trong sáng hơn, nó hồn nhiên hơn. Như Trịnh Công Sơn mà biết là em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh vậy đó. Thành ra mình đừng có ghê gớm quá, đừng có siêu quá, mình cứ hồn nhiên đi, thì mình nhìn mọi thứ đó, nó trong sáng và nó đẹp hơn. Thế thì trong cái Kim Cang Bát Nhã như vậy đấy, tôi đã học được cái gì đó, thì tôi chia sẻ cái cách như vậy, tôi ứng dụng cái gì. Thì thực ra khi mà nghe tới Kim Cang, tôi mơ tưởng tới một cái gì đó siêu lắm, Phật sẽ dạy những cái điều rất là ghê gớm lắm trong đó. Tôi đọc mấy cái trang đầu, đọc cái chương đầu tôi giật mình, trời ơi, không có gì ghê gớm hết trơn. Tự nhiên tới cái ngày hội đó, cả mấy ngàn người ngồi đó, rồi Phật ngồi đó, đáng lý là Phật phải dạy một cái điều gì, hướng Phật chả có dạy gì hết trơn. Tự nhiên đứng lên, tới giờ trưa rồi, chắc không biết có đồng hồ đó, có đồng hồ không biết, nhưng mà dòm đồng hồ thấy 11 giờ rồi, cái là đứng lên lấy cái áo hả, tròn vào, lấy cái bình bát, rồi lẳng lặng đi vô trong làng xin ăn, tức là đi khất thực là xin ăn, chỉ làm vậy thôi. Đi vô trong làng, đi từng nhà, rồi cái bình bát đó, nó vừa đủ ăn, trở về lại bày ra ăn vậy thôi. Ăn xong đi rửa chân, xếp tọa cụ lại, ngồi nhập thiền, thở không thèm nói tiếng nào, lạ vậy đó. Cái đoạn đầu của Kim Cang nó lạ vậy đó, các anh chị về đọc lại nó cười lắm. Thì trong khi mà mình đang mơ màng cái chuyện là chắc là trong Kim Cang là phải nói những cái điều gì đó ghê gớm lắm, không có gì hết à. Như vậy thì tôi nghĩ là nếu tôi có mặt ở đó lúc đó đó, thì tôi cũng ngạc nhiên, tôi cũng nói ủa sao kỳ vậy, mình đang chờ Phật giảng dạy mà Phật không làm cái trơn, tự nhiên đi xin ăn rồi về ngồi ăn rồi ngồi chơi rồi thôi, thở một mình vậy thôi. Sau đó Tu Bồ Đề là một trong 10 cái đại đệ tử của Phật ấy, đứng ngồi ở trong, mọi người đứng lên hỏi một câu, ca ngợi tán thán, trời ơi bữa nay Phật dạy hoài tuyệt vời, quá hay, hồi xưa giờ chưa bao giờ có dạy như thế này. Lúc đó mình mới chân ngưỡng, ủa nãy giờ dạy vậy đó ha. Thiệt ra đó là một cách dạy nó gọi là một cái phương pháp giáo dục chủ động. Hiện nay là một nó gọi là active method, giáo dục chủ động, là demonstration, tức là biểu diễn cho coi, để học qua cái cách biểu diễn ấy, chứ không phải là học qua lời nói. Cái đó mới chuyện. Thành ra cái ông Tu Bồ Đề ông nhận ra, còn cả ngàn mấy ngàn người kia đâu có biết đâu, nãy giờ cứ ngồi cứ rầm rì cứ nói chuyện gì đâu, không thèm quan sát. Cái người nào hiểu biết cái đó thì mới quan sát rõ ràng là cái
tư thế từ cái lúc Phật coi đồng hồ nha, đúng giờ nha, đứng dậy lấy cái áo nha, mặc vào nha, cầm cái bình bát lên nha. Mỗi một cử chỉ là một bài học, là một bài học. Đi xin ăn gọi là đi khất thực, đi từng nhà, không có phân biệt nhà giàu, nhà nghèo, không có phân biệt là nhà này quen chắc là nó cho mình nhiều đồ ăn, nhà kia không quen chắc là nó khó chịu, cũng có đi từng nhà, và nhà có nhà không thèm cho, có nhà cho, chứ không phải là nhà nào cũng thương Phật đó. Nhưng mà cái cuộc đi xin ăn như vậy nó thiệt ra suy gẫm cho kỹ thì nó không phải là đi xin mà là đi cho. Cho cái gì? Nếu một cái ông gia chủ nào đó ổng ra ổng gặp Phật, ổng lắc đầu không cho gì hết, nhưng mà ổng nói nhà giàu thiệt ấy, nhưng mà không cho, nhất định không cho dù vậy. Nhưng mà trước mặt đó ổng về nhà thế nào cũng suy nghĩ à, ổng không biết tại sao cái ông này ổng kỳ vậy, ổng đáng liếc mà làm vua mà không làm vua mà lại đi lang thang ăn mặc như vậy mà đi xin ăn như vậy, thì tức là đã gieo trong ổng một cái suy nghĩ về một cái cách sống, một cái cách thoát ra được những cái ràng buộc. Vậy thì một bao nhiêu đó cũng đủ rồi, đủ là một cái bài học cho gia chủ chứ không phải cho Phật. Khi Phật gặp một cái người nghèo không có một cái gì để trao tặng hết thì cũng là một cái chào hỏi gì đó, một cái ánh mắt gì đó thôi, lại cũng ánh mắt từ bi là cũng đủ rồi, đủ gieo cho cái người kia một cái lòng tự tin rồi. Thế thì tất cả những cái đó nếu như quan sát cho kỹ thì mình thấy nó còn nhiều cái hay hơn nữa. Chẳng hạn như cái cách ăn, chắc chắn là không phải là ăn ào ào như mình, không phải là buffet như mình, chen chút rồi giật giật rồi lấy đủ để đầy lên, nhưng mà có nhiêu đó thì ăn có nhiêu đó thôi, và cho cái gì thì ăn cái đó, không có cần phải phân biệt là thực phẩm này là thực phẩm chay hay mặn. Chay cũng được, mặn cũng được, với con mắt của Phật thì mặn cũng thành chay. Thành ra ăn cái điều gì đang có, dĩ nhiên bây giờ khoa học mà chứng minh được ăn chay thì tốt hơn, nhưng có cái điều tác hại của chay bây giờ mình không biết được đó, là chay bây giờ bỏ nhiều chất hóa học, nhiều chất béo mà các đệ tử Phật tử của mình thương quý thầy đó, người nào cũng tặng cho quý thầy rất nhiều chất béo, làm cho quý thầy bị tiểu đường, rồi bị cao huyết áp, rồi bị gan nhiễm mỡ tùm lum hết. Tại vì ai cũng thương, mà thương thì phải làm đồ ngon cho đó, thì rút cuộc lại là mình hại thầy. Tức là ăn theo kiểu Phật ấy, thì có cái gì ăn cái thấy tới đền, rất đơn giản, và ăn trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm. Trong suốt thời gian ngồi Phật ngồi ăn, không ai dám hỏi câu gì mà cũng Phật chẳng thèm dồn tới ai, cứ ngồi nhai, lõm nhảm nhai, ngon lành một mình thôi, không thèm nói tới ai hết. Nhưng mà chánh niệm rõ ràng, nhai kỹ một cái món ăn, một thức ăn với một cái bụng cơm, với lại một cái món ăn gì đó, mà nếu như chúng ta nhai cho kỹ xem, hay lắm, nó ngọt mà nó ngon, nó hay lắm. Còn trong khi bây giờ mình ăn đó là dành dịch, nếu mình ăn buffet thì dành dịch nha. Còn nếu như mình ăn ở nhà đó thì cãi lộn, nhưng mình vừa ăn vừa gây lộn, có người có con cái thì rầy con, đi học xong mày bê bối quá này kia, rồi vợ chồng cãi lộn nhau, vừa ăn vừa cãi lộn thì làm sao mà nó được có cái an vui. Và các cái nó gọi là các cái chất ở trong dạ dày mà nó tiết ra để nó tiêu hóa thức ăn đó, nó không tiết được, và chúng ta bị đau bao tử, rồi chúng ta bắt đầu đủ thứ hết, đủ thứ đau, ăn không tiêu, vân vân. Đi bác sĩ sẽ thọc cái ống vô soi, kết luận là mình lủng lỗ 2-3 lỗ gì đó, bắt đầu cho mình thuốc làm cho mình hết hồn hết vía luôn, nhớ. Rồi lâu lâu nó đi vậy, lâu lâu nó còn lủng thêm nữa, nhớ. Thành ra tóm lại là có nhiều khi nó sinh sự. Thế thì nếu mà mình ăn trong chánh niệm, ăn có suy gẫm về cái món ăn, mình biết ơn từng cái món ăn, mình biết ơn từng cái hạt cơm, thế thì nó quý vô cùng và tiêu hóa rất là dễ dàng. Đó là một cái bài học đầu tiên, mà cái bài học đó nói rằng
đói thì ăn, khát thì uống. Không thể nào thì mình là một cái thân ngũ uẩn. Vậy thì nếu như mình đói mà mình không ăn, khát mà không uống thì cái đó đâu có tốt, nên không tốt. Vậy thì cái bài học mà Phật truyền trao lúc đó là đói ăn khát uống. Và sau này chúng ta thấy vua Trần Nhân Tông của mình cũng làm cái bài cư trần lạc đạo, phải không? Cư trần lạc đạo, thả tùy duyên, rồi gì nữa, cơ tất sa nề, khốn tất nguyên. Có nghĩa là buồn ngủ thì đi ngủ, đói thì ăn. Cho nên cái điều đó nó là một cái cuộc sống bình thường. Nhưng mà mình tưởng đâu là nó không phải là đạo, nó là đạo ấy. Nó là đạo. Tại vì nhất thiết pháp thì giai thị Phật pháp, nghĩa là toàn là Phật pháp. Nhưng mà điều cái Phật pháp đó không phải, lúc đầu mình đọc nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, mình nói ủa như vậy bây giờ cái gì cũng do ông Phật làm ra hết trơn sao? Cũng không phải. Giai thị Phật pháp này là cái pháp của Phật đó, là nó có mang cái tính chất đặc trưng, ví dụ như là nó vô thường, nó vô ngã, nó duyên sinh vân vân. Phật pháp nằm chỗ đó, mà bất cứ cái điều gì nó cũng đều như thế, chứ không phải là vì lý do là do Phật sáng tạo ra cho nên gọi là Phật pháp, thì không phải. Phật thậm chí Phật nói Phật không có pháp gì để truyền hết trơn. Nếu mà người nào mà nói Phật có pháp truyền đó thì nhiều khi cái người đó là hủy bán Phật đó. Tức là cái chuyện đó nó có sẵn trên trơn. Phật là cái người phát hiện, cái người dạy mình cái con đường để đi đến cái sự hạnh phúc, cái chân lý đấy. Thế thì cái bài học đầu tiên là như vậy. Nhưng mà tiếp sau đó thì trong cái kinh có một cái đoạn là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề bản thân ông là một cái người giải không ngạn nhất, có nghĩa là ông rất là giỏi về chữ không, không tánh. Cái không mà nãy mình nói là duyên sinh, là không có gọi là không có cái tự ngã, một cái riêng của nó đó, tự không có cái tự tính riêng đó. Thế thì với cái người mà có cái tình trình độ như thế, nhưng mà xuất thân của ông Tu Bồ Đề lại là cái người rất là nóng tánh, rất là, đọc lại tiểu sử ông nóng tánh dữ dằn, nhưng mà ông theo Phật cái ông tu được. Cho nên cái con đường mà kim cang này đó nó dạy cho mình dẹp bỏ được cái nóng tánh, dần dần mình đạt được một cái sự yên ả. Thế thì ông Tu Bồ Đề ông đứng lên, ông hỏi cái gì? Ông hỏi là làm sao để mà an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm đó. Ông hỏi một cái câu như vậy: Vân Hà ưng trụ, Vân Hà hàng phục kỳ tâm. Làm cách nào để trụ tâm, làm thế nào để an trụ tâm? Nó gom lại tất cả trong một cái chữ tâm mà thôi. Thành ra khi mà mình nói cái tâm đạo nó rất là hay, gần như là cái sự chuyển hóa của cái tâm mới là số một, nó mới quyết định được cái cuộc sống mình có đau khổ hay là hạnh phúc hay là như thế nào. Mà gần đây đó, nó có những cái nghiên cứu mới về cái não, về cái não nó xuất thân từ trong não, nó có liên quan gì vấn đề tâm. Bởi vì nó từ đó nó mới toát ra được 12 dây thần kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi rồi này khác. Thế thì ở trong cái nghiên cứu về não như vậy đó, nó mới đi đến một cái kết luận là cái não của mình nó rất là nhu nhuyễn, một cái flexibility, một cái nhu nhuyễn có thể sửa được, có thể chuyển hóa được, chứ không phải là cái não của mình là não cứng ngắc. Cho nên một cái người mà hàng thịt, bán hàng thịt, buôn dao được thành Phật được, tại vì nó đổi rồi, nó khác rồi. Thành ra mình mới thấy là cái anh chàng hàng thịt có thể buôn dao thành Phật, anh chàng trí thức thì khó thành Phật hơn, bởi vì ảnh nhiều điều quá, biết nhiều quá. Sau này ta gọi nó là sở tri chướng gì đấy, đại khái vậy, nó chướng ngại cho mình. Thành ra trong những cái câu chuyện mà mình thấy trong Lục Tổ Huệ Năng thì nói ông Lục Tổ thì đi bán gì? Đi bán củi,
nghe một câu, câu trong Kinh Kim Cang đấy, câu gì nhớ không? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Ông nghe câu đó xong tự nhiên cái ông ngộ rồi làm cái bài thơ, sau đó thì được ông thầy là ông Hoàng Nhẫn đó trao y bát, truyền y bát. Trong khi đó ông Thần Tú thì trí thức, học hoài mà không đạt. Nhưng sau này người ta thấy Thần Tú tuyệt vời chứ không phải là Thần Tú là dở đâu. Đấy, và người ta thấy là cái đốn với là cái tiệm đó, nó phải là khác biệt gì. Cái đốn cũng là cái tiệm cũng là cái đốn, tức là cái mà ngộ cái đột ngột với là cái ngộ cái từ từ, nó cũng phải có những cái bước chuẩn bị. Vậy thì trong cái cõi mà để mà an, để mà trị được cái tâm đấy, thì nó có những cái kỹ thuật, có những cái cách để giúp mình trị cái đó, và Phật chỉ cho mình cái đó. Phật mới đưa ra 6 cái nguyên tắc, 6 nguyên tắc để mình thực hiện là lục độ đó, lục độ đó, bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thế thì vô định việc đầu tiên là bố thí. Bố thí hồi xưa giờ mình thấy bố thí chuyện này thì tầm thường quá, ta thấy ta bố thí lần lần hết, lâu lâu có mấy cái xe đi bố thí đồ đạc rồi này kia, nhưng mà cái bố thí mà mình thấy đó là không đúng với cái bố thí trong Kim Cang dạy. Trong Kim Cang dạy là bố thí ba la mật. Bây giờ mình bố thí là mình thấy có đại gia tới, rồi có mấy chân dài rồi đi theo, xong rồi tới có truyền hình rồi tới quay, để cái chữ to cổ bố cái tên của công ty của mình lên, quay đem ra chiếu lên truyền hình để quảng cáo. Cái đó bố thí đó đâu phải bố thí ba la mật. Cái bố thí ba la mật là bố thí bờ bên kia, tức là bố thí không có ta, không có người, không có cái bậc bố thí nữa. Thì cái bố thí đó nó mới thâm sâu, và bố thí đó nó mới giúp cho mình giải thoát. Chứ cái bố thí kia nó còn vướng hơn nữa, nó giúp cho mình có tiền thôi, nó giúp cho mình có danh thôi. Thành ra cái điều đó nó khó hơn, nó cái bố thí ba la mật nó khó hơn nhiều. Và cái bố thí như vậy đó, tưởng đâu là dễ, chứ thiệt ra ở trong Phật cái chữ bố thí không phải là cho, không phải là cho, không phải là cho. Mặc dù nó có nghĩa là cho, nhưng mà chính của nó là cái sự buông xả. Buông xả trong cái bản thân mình đã là bố thí rồi. Cho nên chúng ta thấy một cái từ rất là hay trong kinh, bố thí thân mạng. Bố thí thân mạng là buông xả. Ở trong thiền thì thấy được cái đó, nên mình buông xả hoàn toàn là bố thí. Vậy thì cái bố thí đó là một cái chữ xả. Ở trong từ bi hỷ xả, cái chữ xả đó là coi dễ mà khó. Thì bố thí trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, và cái cuối cùng là trí tuệ. Cái trí tuệ là cái thứ sáu, là cái cao nhất. Mà thiệt ra tất cả mấy cái đó đều cao hết. Lúc đầu tôi đọc tôi nói, ủa sao sao lại có trì giới, bố thí trì giới thì được rồi, sao lại có nhẫn dục, tinh tấn ở trong này nữa. Nhưng mà thiệt ra không có nhẫn dục và không tinh tấn thì không có làm được mấy cái kia. Nhẫn dục với tinh tấn phải kiên trì, phải cố gắng, chứ không thì mình sẽ bỏ cuộc, mình sẽ thất bại. Cho nên sáu cái đó nó nhất thiết, nó gắn bó với nhau. Thì rõ ràng từ đó nó dẫn tới cái thiền định, và thiền định là cả một cái đề tài sâu khác. Buổi chiều này là các thầy cũng đang tổ chức một lớp thiền ở đây, có nghĩa là phải có trong thiền thì mới thấy được cái vô ngã. Và nếu như mình thấy được cái thân vô ngã rồi đó, thì mình giải quyết được vấn đề. Lúc đó mình mới hiểu được cái công, cái duyên sinh vân vân. Và sau đó mình mới đi tới một bước thứ hai là cái pháp vô ngã. Trong kinh Kim Cang nó vậy, pháp vô ngã là Phật có nói nhiều câu, chẳng hạn như là cái ngón tay chỉ trăng chẳng hạn, thì cứ nhìn trăng chứ đừng nhìn ngón tay. Ngón tay là cái pháp chỉ lên trăng thì nhìn trăng. Hay là mình dùng bè qua sông thì qua khỏi sông rồi thì thôi, mình xuống mình bỏ bè đi chứ còn mình vác bè theo làm gì. Cho nên nếu mà chúng ta còn chấp vào cái pháp
thì chúng ta bị một cái bệnh gọi là chấp thủ. Và lúc đó mình nói là cái pháp của tôi là hay nhất, pháp của bạn là dở nhất, pháp này là trung bình, vân vân, là mình có cái sự phân chia. Như vậy thì lúc đó mình sẽ không thể nào có một cái sự an lạc được, không thể nào có an lạc được. Vậy thì khi mà thấy được cái thân vô ngã và thấy được cái pháp vô ngã thì chúng ta gần như giải quyết được những vấn đề mà tư tưởng ở trong Kim Cang đặt ra, là cái sự tham ái, tức là tham về cái thân đó của mình rồi đấy, và cái chấp thủ. Mà tôi thì nghĩ tới những cái điều trong lúc mình học vậy đây, tôi nghĩ những cái điều ứng dụng nó cũng nhiều cái hay. Chẳng hạn như là mình nghĩ là nó giống như hai cái cánh của con chim đại bàng, một cái là thân vô ngã, một cái pháp vô ngã, để nó bay lên. Hay là nói như kiếm hiệp thì giống như là đồ long đao với lại ý thiên kiếm, thấy không? Nó phải có hai cái và nó tác động với nhau, và khi nó thành công rồi đó thì chúng ta thấy thành công rồi. Trần Nhân Tông mà thành công đánh giặc Mông thành công rồi thì ông lên núi Yên Tử không có bị vướng mắc, không có bị dính cái gì nữa, thấy không? Thành ra sống được như vậy đấy thì nó mới thấy cái sự tự tại, sống được cái tự tại. Còn một cái câu như là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đừng có trụ vào đâu cả để mà sanh cái tâm, tức là để một cái tâm nó vô sở trụ, nó không gắn bó vào đâu cả. Thực ra nếu mình làm áp dụng được cái điều đó thì chúng ta thấy thành công. Mà khó, mà khó. Mình cứ trụ, mình cứ muốn cái này, muốn cái này, muốn tới cái này. Và những cái trụ như mình, nhất là nếu mà mình trụ, mà trụ pháp, rồi trụ nhiều thứ nữa đó, thì mình cứ tranh luận hoài. Phật nói đến cái mức là dùng cái chữ hí luận, tức là mình cãi nhau, mà thiệt ra nó không có cái hiệu quả gì hết. Khi tìm hiểu cái ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm đó, thì tôi thấy Huệ Năng sau này trở thành lục tổ đi bán củi mà nghe được cái câu đó là ngộ, hiểu liền. Thiệt ra sau khi hiểu xong đó thì Huệ Năng mới đi tu, mới vào chùa. Vào chùa mấy năm thì chỉ có được giả gạo, nấu ăn, không được làm gì hết trơn. Nhưng mà nhờ cái câu hiểu biết đó đấy, mà ông giả gạo với ông nấu ăn nó thoải mái lắm. Nó không có ổng, không bị trụ, bị cằn nhằn cái gì trong chuyện đó đó. Tôi nghĩ lại tôi thấy cái này có lý rồi nhỉ. Nếu mà tâm của mình mà nó đừng có dính vào đâu hết trơn thì mình khỏe thiệt á. Một cái thí dụ đơn giản nhất là tôi mê đá banh lắm. Mà thường thường đêm khuya coi đá banh, rồi ban ngày cũng có đi xuống sân banh coi nữa. Mà hai cái đội mà nó lạ với tôi đó, nó đá là tôi tuyệt vời lắm. Đội nào đá hay đá dở tôi biết liền, và tôi rất khoái. Nhưng mà trong hai đội đó mà có một cái đội mà đội Cảng Sài Gòn là tôi mê nó từ nhỏ giờ, nó đá đội nào khác thì tôi chửi nó ung sùng lên hết. Tôi bực bội, tôi chửi nó, tôi chửi trọng tài, tôi chửi cầu thủ đồ này kia, tại vì tôi thấy nó đá dở quá rồi này kia, là tại vì tôi trụ đó. Lúc đó là rõ ràng là tại tôi trụ, còn nãy là tôi không có trụ vô cái đội nào hết trơn. Thì tôi áp dụng những cái phương pháp có vẻ rất là tầm thường như vậy thôi, nhưng mà để tôi hiểu được cái câu đó và tôi ứng dụng nó ra được nhiều cái mặt khác nữa. Thì mình thấy nếu mà mình bị dính mắt, mình trụ mình dính mắt thì mình càng khổ thôi. Thành ra mới có cái chuyện kể là hai nhà sư đi trên đường thì mới gặp một cô gái mà không có qua sông được. Sông nó nước chảy xiết quá, mùa lũ giống như bây giờ vậy đó, thì không qua sông được. Thì có một nhà sư mới ngồi xuống cho cô gái, cổng cô gái đó đi qua cái dòng sông để cô gái xuống. Rồi hai nhà sư đi về chùa. Thì trên đường đó thì cái ông sư kia đó, ông cứ cằn nhằn hoài, ông nói mình là đây là đệ tử là Phật, tự nhiên đưa lưng ra cho cô cổng cô gái rồi như vậy thì không có được đàng hoàng. Thì kia ông cằn nhằn hoài vô tới chùa luôn. Thì ông sư kia ông nói là hồi nãy tôi cổng cô đó qua, tôi đã để xuống và tôi đã quên hết trơn rồi, còn anh cứ nhớ hoài, anh cứ nhắc cô này hoài, anh có ý đồ gì trong này đó. Thành ra rõ ràng là hai người cổng
Một người thì cõng bằng cái lưng qua thì hết, còn người cõng bằng cái ý, bằng cái ý tưởng. Và cái cõng bằng cái ý tưởng này nó mới mệt. Thế thì trong Kinh Kim Cang nó có một cái điều mà khi mà Phật nói một câu là để giải thích cho tôi Bồ Đề đó làm cách nào đó, thì Phật nói là có tất cả bao nhiêu loại chúng sanh thì mình giết hết, diệt hết. Không? Nhớ câu đó không? Diệt hết tất cả chúng sanh. Từ cái chúng sanh mà hóa chất ra, rồi chúng sanh mà bằng trứng ra, bằng gì đó, các thứ có tưởng, không có tưởng gì đấy. Tất cả là 9 loại. Có chúng sanh nào thì cứ diệt chúng sanh đó, diệt độ hết. Và khi mình diệt sạch hết như vậy đó, thì thiệt ra không có chúng sanh nào được diệt độ hết. Diệt hết rồi mà không có chúng sanh nào được diệt độ. Và lúc đó thì mình mới đạt được cái vô ngã. Một cái câu nói đúng là hồi đó ông Công Dê ông dịch ra, người ta đọc lên người ta nói điên. Điên là tại vì nói cái câu đó như vậy. Ở trong Kim Cang có nhiều cái câu mình đọc mà mình không hiểu được thì rất là nguy. Thí dụ như là tức phi thị dân, nói vậy mà không phải vậy. Nó là tức phi mà thị dân, chẳng qua là nói vậy thôi. Cho nên khi mà Phật giảng cái Kinh Kim Cang xong thì Tu Bồ Đề hỏi là vậy thì đặt tên đó là gì, thì Phật nói là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật nói xong hình như là Phật giật mình, Phật sửa lại, Phật nói là Bát Nhã Ba La Mật nhưng mà không phải Bát Nhã Ba La Mật, cho nên mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Nói câu nghe mệt mỏi mà đúng thì, tại vì nếu như không nói câu đó thì mấy người kia cứ ôm cái Bát Nhã Ba La Mật và cho là nó là nhất thế giới rồi, không có để ý gì khác nữa, tức là bị dính vào cái pháp đó. Dính vào cái ngón tay này, không có thấy con trăng nữa rồi, rất là hay. Bây giờ nếu như mình sống ở trong đời, nhiều khi áp dụng cái câu đó, tức phi thị dân, nói vậy mà không phải vậy, mình thấy khỏe, chứ không phải giờ đâu. Nói vậy mà không phải vậy, mà không phải vậy mà vậy. Thành ra ở trong này nó có những cái cách lý luận rất là tuyệt vời. Rồi có thể trao đổi cái gì thêm, chị nói gì thêm. Thì xin kính chào tất cả các anh. Em có một cái câu hỏi là đây cũng là cái băn khoăn của chính bản thân em. Khi bản thân em trước đây thì khi mà em quyết định quy y thì cũng trải qua 4-5 năm suy nghĩ và nghĩ rằng là mình có cần thiết phải quy y hay không. Bởi vì là mình cứ nghĩ là mình sống theo đúng lời Phật dạy và lãnh việc ác làm việc thiện. Bởi vì em cũng có hai người bạn cũng rất là am hiểu Phật Pháp và cũng họ cũng hành trì Phật Pháp. Nhưng mà họ cũng nói rằng họ cũng chưa có quy y chính thức. Bác sĩ nghĩ thế nào? Theo tôi rất nên quy y. Nếu như mình tìm được một cái người thầy xứng đáng, người thầy mà mình tôn kính, mà cái pháp đó của thầy đó nó phù hợp với mình, thì mình rất nên quy y. Bởi vì dù sao có một cái người đi trước hướng dẫn cho mình, và bên cạnh cái quy y với thầy thì mình phải quy y với mình nữa, tức là mình phải quay về nương tựa chính mình. Tại vì cái chữ nương tựa có nghĩa là quy y. Phật nói nhiều câu rất là khoa học. Phật bảo là đừng có vội tin tôi những điều tôi nói, đừng vội tin tôi, đến đi thử đi, rồi trải nghiệm lấy, rồi tự hiểu đấy. Chứ đừng có nghe những lời nói mà vội vàng tin. Thì cái điều này là cái đầu óc rất là khoa học. Thành ra trong cái chữ tu đó có cái chữ hành, mình mới gọi là tu hành. Tu mà không hành thì nguy lắm, phải không? Tu là phải hành. Mà hành á thì chúng ta thấy có chữ văn tư tu. Văn là mình nghe, rồi tư là suy luận, tìm hiểu, và tu là thực hành. Thì ba cái đó phải đi với nhau thì mình mới có thể dần dần mình mới thành công được. Cho nên với một bạn trẻ như câu hỏi nãy thì tôi nghĩ là nên tìm một vị thầy phù hợp với mình. Có nhiều thầy, có những trường phái khác nhau, thầy thì phái thiền, thầy thì tịnh độ, thầy thì mật tông, vân vân. Thì tùy cái cách của mình, cái sinh lý của mình, cái gen của mình, mình về hướng về cái nào. Trong Kinh Kim Cang có nói rằng
không nên trụ vào bất kỳ đâu cả, không nên trụ vào bất kỳ đâu cả, đúng không ạ? Thế thì khi mà mình nhìn cái tâm của mình quán chiếu cái tâm của mình, thì đương nhiên mình cũng cố gắng là mình sống tốt hơn, mà mình dẹp bỏ bớt những cái tính xấu mình đi. Thế nhưng mà mình cũng sống ở trong xã hội, mình chưa trở thành A-la-hán hay Bồ-Tát được, mình là nhân thừa, mình sống trong xã hội. Vậy thì mình sẽ ứng dụng cái kim cang bát nhã như thế nào đây để mình nhìn những cái xấu, cái ác trong xã hội, trong cái môi trường sống của mình? Thì thực tế Phật không bao giờ khuyên mình làm cái điều gì ác, phải làm điều thiện, và dạy cho chúng ta những cái bước căn bản để trở thành một cái người thiện. Tức là chúng thiện phụng hành đó, nha. Tức là tất cả những cái thiện thì mình phải theo và mình phải làm, thì mình mới trở thành người tốt được. Khi ở trong kinh Kim Cang luôn luôn nói tới thiện nam tín nữ, phải không? Tức là những cái người tốt lành, mà từ thời đó là không có phân biệt nam nữ nha, không có phân biệt giới tính ở đây đâu. Thiện nam nhân, thiện nữ nhân, đàng hoàng, chứ không phải là chỉ có nam mới thành Bồ Tát, còn nữ thì không có được gì hết, không phải đâu. Từ thời đó đã không có sự phân biệt nam nữ giới tính. Và khi mà mình thực hiện những điều lành, thì dần dần mình sẽ học được những cái cách để làm cho nó lành hơn. Cái điều ác nó chưa xuất hiện thì mình để yên cho nó đừng xuất hiện. Nó đã lỡ xuất hiện rồi thì mình dẹp nó đi, phải không? Nó đã có dạy những cái bài như vậy. Và những cái điều lành đó, những cái điều lành phát triển nó lên. Thì ngay cả ở trong cái kinh của thầy của Lục Tổ Huệ Năng, có một cái câu mà ai cũng hay nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, vì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Lúc mà thầy Huệ Năng với ông thầy Hoàng Nhẫn mà bỏ chạy ra ngoài bồi sông để mà đi đó, thì ông Thượng Tọa Minh đó, vốn là một ông tướng, đuổi theo 200 người chạy theo lần để mà lấy lại cái áo, lại cái mấy cái để mà truyền bá, truyền y bát đó. Thì Lục Tổ mới thấy đoàn chạy tới, đặt cái y bát đó xuống và đúc vào trong cái bụi. Ông kia tới thì lấy lên không được, và hỏi là sao, cái đó là cái vật lòng tin, không thể lấy được. Thì ông kia nói là tôi đến không phải là để lấy cái vật này, nhưng mà đến để học với thầy học với thầy thôi. Thì Lục Tổ nói một câu mà nếu không để ý mình không đi, mình sẽ lạc. Mình cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Trong cuộc sống làm sao mà không có thiện, không có ác được. Và dĩ nhiên là mình phải hướng về cái thiện chứ. Và cái ác là mình phải trừng trị, mình phải dẹp bỏ đi chứ. Tại vì còn có cái luật pháp rồi này khác nữa. Thế thì câu nói đó thì Lục Tổ, lúc đó chưa phải là Lục Tổ đâu, Huệ Năng trả lời như thế này. Là không có dính mắc vào một cái trần duyên nào hết. Và không có sanh một niệm nào hết, chớ sanh một niệm, nhá. Không chớ sanh một niệm, thì lúc đó, ngay lúc đó, thì cái bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh là cái gì? Tức là câu trước câu đó là không có bị dính mắc vào duyên, vào cái trần duyên, và không có sanh một niệm, có nghĩa là hoàn toàn vô niệm rồi. Đó là cái phương pháp mà ông Huệ Năng ông đã tìm ra. Mà sống trong vô niệm có nghĩa là ông đã thoát được, giải thoát được, là lúc đó là sẽ thấy được là cái sự vô ngã và thấy được cái pháp vô ngã luôn. Thành thử là những cái điều này đó là phải thời gian lâu dài, phải trải nghiệm, cố gắng dần dần nó sẽ đạt thêm chút 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 dần dần nhé. Không nóng vội được.